hãy để cho vua an toàn. Đại đức, hãy để cho vua được an toàn. Nhà vua sẽ được an toàn. Và nếu nhà vua bắn mũi tên xuống đất, thời toàn thể quốc độ nhà vua sẽ bị hạn, khô héo. Đại đức, hãy để cho vua được an toàn. Hãy để cho quốc độ được an toàn. Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn. Nhưng nếu nhà vua bắn tên lên trời, thời toàn thể quốc độ sẽ không mưa trong 7 năm. Đại đức, hãy để cho nhà vua được an toàn. Hãy để cho quốc độ được an toàn. Và hãy để cho trời mưa. Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn, và trời sẽ mưa. Nhưng vua hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử cũng sẽ được an toàn. Khi bấy giờ, các thị giả trẻ tuổi, các đại thần nói với Okaka: Okaka, hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử sẽ được an toàn. Vua Okaka nhắm cây cung đến phía thái tử, và một sợi lông của thái tử cũng được an toàn. Vua Okaka hoảng sợ, khiếp đảm sự trừng phạt thuận cho con gái Kudarubi. Này các thanh niên, chớ có phỉ báng thanh niên Ambatha một cách quá đáng là con của một nữ tỳ. Kanha là một vị ẩn sĩ vĩ đại. Khi bấy giờ, Như Lai nói với thanh niên Ambatha: Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Một thanh niên sát đế lỵ cưới một thiếu nữ Bà La Môn. Do sự xung họp ấy, một người con trai được sinh, một người sanh từ một thanh niên sát đế lỵ và một thiếu nữ Bà La Môn, có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những người Bà La Môn chăng? Tôn giả Gotama có thể thọ lãnh, và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng món đồ ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời. Và những người Bà La Môn có dạy các chú thuật hay không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama mở cửa. Và những người sát đế lỵ có quán định cho người ấy để thành một sát đế lỵ không? Tôn giả Gotama thưa không. Tại sao không? Vì đó không được sinh từ mẫu hệ. Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây một thanh niên Bà La Môn cưới một thiếu nữ sát đế lỵ, do sự xung họp này, một người con trai được sanh, một người sanh từ một thanh niên Bà La Môn và một thiếu nữ sát đế lỵ, có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những Bà La Môn hay không? Tôn giả Gotama có thể thọ lãnh. Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng các món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời. Và những người Bà La Môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama, chúng mở cửa. Và những người sát đế lỵ có làm lễ quán đảnh cho người ấy để thành một sát đế lỵ không? Tôn giả Gotama thưa không. Tại sao vậy? Tôn giả Gotama, vì không được sinh từ phụ hệ. Này Ambatha, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông, thì giai cấp sát đế lỵ là ưu, Bà La Môn là liệt. Này Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử do một nguyên nhân gì, những người Bà La Môn cạo đầu một người Bà La Môn, đánh người ấy với một bị tro, tận xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước giữa những người Bà La Môn không? Tôn giả không được. Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng các món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama không có mời.
Và những người Bà La Môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama không dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama đóng cửa. Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây giả sử cho một nguyên nhân gì những người sát đế lỵ cạo đầu một người sát đế lỵ, đánh người ấy với một bị tro, tận xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước uống giữa những người Bà La Môn không? Tôn giả Gotama được thọ lãnh. Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng những món ăn cúng dường, hoặc đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như những tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời. Và những người Bà La Môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama mở cửa. Này Ambata, đến như vậy là sự đọa lạc tột cùng của người sát đế lỵ. Đã bị những người sát đế lỵ cạo đầu, đánh người ấy với một bị tro, tận xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố. Như vậy, này Ambata, khi người sát đế lỵ bị đọa lạc tột cùng, các sát đế lỵ vẫn giữ phần ưu thánh và các Bà La Môn vẫn ở địa vị hạ liệt. Này Ambata, bài kệ này do Phạm Thiên Sanam Kumara thuyết. Đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp sát đế lỵ, chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian, những vị nào giới hành và trí tuệ đầy đủ, vị này chiếm địa vị tối thắng giữa người và chư thiên. Xong tụng phẩm thứ nhất. Tôn giả Gotama, nghĩa chữ giới hành trong bài kệ ấy là gì? Nghĩa chữ tuệ trong bài kệ ấy là gì? Này Ambata, một vị đã thành tựu vô thượng trí đức, không có luận nghị đến sự thọ sanh, không có luận nghị đến giai cấp, hay không có luận nghị đến ngã mạn với lời nói. Ngươi bằng ta hay ngươi không bằng ta? Chỗ nào nói đến cưới hỏi hay rước dâu đi, hay cả hai, chỗ đó mới có luận nghị đến sự thọ sanh, luận nghị đến giai cấp, hay luận nghị đến ngã mạn với lời nói. Ngươi bằng ta hay không bằng ta? Này Ambata, những ai còn chấp trước lý thuyết thọ sanh, còn chấp trước lý thuyết giai cấp, còn chấp trước lý thuyết kiêu mạn, hoặc còn chấp trước cưới hỏi trước dâu, những người ấy còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambata, không chấp trước lý thuyết thọ sanh, không chấp trước lý thuyết giai cấp, không chấp trước lý thuyết kiêu mạn, không chấp trước cưới hỏi đưa dâu, người ấy tức chứng ngộ vô thượng trí đức. Tôn giả Gotama, thế nào là giới đức trong bài kệ ấy? Thế nào là trí tuệ trong bài kệ ấy? Ở đây, này Ambata, Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc. Xem kinh Sa Môn Quả từ số 40 đến số 98, tới câu không có đời sống nào khác nữa, chỉ khác danh từ xưng hô và câu kết từng đoạn. Như đoạn này, câu kết là: như vậy, này Ambata, là vị tỷ kheo thành tựu giới hạnh. Này Ambata, như vậy gọi là tỷ kheo thành tựu trí tuệ, thành tựu giới đức, thành tựu giới đức và trí tuệ. Này Ambata, không có sự thành tựu trí đức nào khác siêu việt hơn, cao thượng hơn sự thành tựu trí đức này. Này Ambata,
có bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Thế nào là bốn? Này Ambatha, ở đây có Sa Môn hay Bà La Môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, lại mang dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện: ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ nhất đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Ambatha, ở đây có vị Sa Môn hay Bà La Môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này và chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, lại mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện: ta chỉ ăn củ, rễ và trái cây để sống. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ hai đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Ambatha, ở đây có Sa Môn hay Bà La Môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây để sống và chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, lại nhen lửa tại cuối làng hay sống thờ lửa ấy. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ ba đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa Ambatha, ở đây có Sa Môn hay Bà La Môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt được pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, chưa thấu đạt pháp tôn thờ lửa, lại xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường sống và nguyện: từ bốn phương nếu có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào lại thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ tư đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Này Ambatha, đó là bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi và thầy ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng trí đức đầy không? Bạch không, tôn giả Gotama, con và thầy con là gì? Tôn giả Gotama, để có thể so sánh với sự thành tựu vô thượng trí đức. Tôn giả Gotama, con và thầy con còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, nhà ngươi có đem theo dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện: ta và thầy ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống? Bạch không, tôn giả Gotama. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, ngươi có mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện: ta và thầy ta chỉ ăn rễ và trái cây để sống không? Bạch không, tôn giả Gotama. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, ngươi có nhen lửa tại cuối làng hay cuối xóm và sống thờ lửa ấy với thầy ngươi không? Bạch không, tôn giả Gotama. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào?
tuy ngươi và thị ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây dùng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, và chưa thấu đạt sự thờ lửa, ngươi và thị ngươi có xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường với lời nguyện: từ bốn phương nếu có vị sa môn hay bà la môn nào lại, thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta không? Bạch không, thôn giả Gotama: Này Ambata, như vậy ngươi và thị ngươi còn khiếm khuyết sự thành tựu vô thượng trí đức này, còn khiếm khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Ambata: Thế mà những lời này là do thầy của ngươi, Bà La Môn Pokarasadi thốt ra. Những hạng sa môn giả hiệu, đầu trọc, đê tiện, đen đuôi, sanh từ nơi chân bà con ta là ai mà có thể đàm luận với những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà? Một vị tự mình chưa thành tựu được những pháp đưa đến sự thất bại. Này Ambata, ngươi xem, thầy của ngươi Bà La Môn Pokarasadi đã lỗi lầm như thế nào? Này Ambata, Bà La Môn Pokarasadi hưởng thọ sự cung cấp của vua Pasenadi nước Kosala. Vua Pasenadi nước Kosala cũng không cho phép thầy ngươi diện kiến. Nếu vua hội nghị với thầy ngươi, thời chỉ nói thầy ngươi can qua một tấm màn. Này Ambata, tại sao vua Pasenadi nước Kosala lại không cho phép thầy ngươi diện kiến, người mà vua cung cấp thực phẩm thuần tình chân chánh? Này Ambata, ngươi xem, thầy của ngươi Bà La Môn Pokarasadi đã lỗi lầm như thế nào? Này Ambata, ngươi nghĩ thế nào? Như vua Pasenadi nước Kosala, hoặc ngồi trên cổ voi, hoặc ngồi trên lưng ngựa, hoặc đứng trên lưng ngựa, hoặc đứng trên tấm thảm xe, cùng các vị đại thần hay vương tử luận bàn quốc sự, nếu vua rời khỏi chỗ ấy hay đứng qua bên, một người thủ đà hay đệ tớ của một người thủ đà đến, người này cũng đứng tại chỗ ấy, cũng luận bàn quốc sự và nói: vua Pasenadi nước Kosala đã nói như vậy. Dầu người ấy nói như lời của vua, luận bàn như lời luận bàn của vua, người ấy có thể là vua hay là vị phó vương không? Không thể được, tôn giả Gotama. Này Ambata, nhà ngươi cũng vậy. Thuở xưa, những vị ẩn sĩ giữa các bà la môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những bà la môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vesabita, Jamatagi, Anji Rasa, Pradavasa, Vesatha Kasava, Pagu. Dầu ngươi có thể nói, ta một đệ tử học thuộc lòng những chú thuật của các vị ấy, chỉ với điều kiện này, ngươi có thể được xem là một vị ẩn sĩ hay đã chứng địa vị của một ẩn sĩ không? Việc này không thể có được. Ambata, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có được nghe những vị Bà La Môn trưởng lão tôn túc, những vị giáo sư và tổ sư nói đến không? Thuở xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả của chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những Bà La Môn cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vesavita, Jamatagi, Angirasa, Paravaja, Vasetha, Kasapa, Pagu. Những vị ấy có khéo tắm, khéo chạy chuốt,
tóc và râu khéo sửa soạn, trang điểm với vòng hoa và ngọc, mặc toàn đồ trắng, tận hưởng và tham đắm năm món dục lạc như ngươi và thầy của ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Các vị ẩn sĩ ấy có dùng cơm nấu từ gạo trắng thượng hạng mà các hạt đen được gạn bỏ ra, dùng các món canh, các món đồ ăn nhiều loại không, như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Hay các vị ấy được những thiếu nữ có đường eo và thắt lưng có tua hầu hạ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Hay những vị ấy đi trên những xe cho những con ngựa cái có bờm, đuôi được bệnh, và dùng những cây roi và gậy dài như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Hay những vị ấy sống được che chở trong những thành lũy, có những chiến hào bao bọc, có những cửa thành hạ xuống, có những chiến sĩ mang gươm dài hộ vệ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Như vậy, này Ambatha, ngươi và thầy ngươi không phải là một ẩn sĩ, không giống đời sống của nhà ẩn sĩ. Này Ambatha, nếu có gì nghi ngờ, có gì phân vân về ta, hãy hỏi ta và ta sẽ trả lời. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi tịnh xá và bắt đầu đi kinh hành. Thanh niên Ambatha đi theo sau Thế Tôn đang đi kinh hành và tìm đến 32 tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Khi bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng, thanh niên Ambatha này thấy ở nơi ta gần đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài, Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Ambatha thấy tướng mã âm tàn của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambatha liền nghĩ rằng, Sa môn Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, không phải không đầy đủ, và nói với Thế Tôn, tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm. Này Ambatha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Rồi thanh niên Ambatha leo lên xe ngựa do ngựa cái kéo và ra đi. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bokarasadi ra khỏi Ukata với một đại chúng Bà La Môn, ngồi tại hoa viên của mình và chờ đợi thanh niên Ambatha. Khi ấy, thanh niên Ambatha đi đến hoa viên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Bà La Môn Bokarasadi đang ngồi. Đến xong, thanh niên Ambatha đảnh lễ Bà La Môn Bokarasadi và ngồi xuống một bên. Sau khi thanh niên Ambatha ngồi xuống một bên, Bà La Môn Bokarasadi nói: Này Ambatha thân mến, ngươi đã thấy Sa môn Gotama chưa? Chúng con thấy tôn giả Gotama rồi. Này Ambatha thân mến, có phải tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi chứ không phải khác? Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi chứ không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy chứ không phải khác. Tôn giả Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân chứ không phải thiếu. Này Ambatha thân mến, con có cùng với tôn giả Gotama đàm luận không? Con có đàm luận với tôn giả Gotama. Này Ambatha thân mến, cuộc đàm luận ấy như thế nào? Thanh niên Ambatha liền thuật cho Bà La Môn Bokarasadi rõ tất cả các cuộc hội đàm với tôn giả Gotama.
Nghe nói như vậy, Bà La Môn Bukharasadi nói với thanh niên Ambatha: "Ngươi thật là nhà học giả đốn mạc của chúng ta, ngươi thật là nhà đa văn đốn mạc của chúng ta, ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ Đà đốn mạc của chúng ta. Người ta nói những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Này Ambatha, ngươi càng công kích tôn giả Gotama bao nhiêu, lại càng bị tôn giả Gotama lật tẩy chúng ta bấy nhiêu. Ngươi thật là nhà học giả đốn mạng của chúng ta, ngươi thật là nhà đa văn đốn mạng của chúng ta, ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ Đà đốn mạng của chúng ta." Người ta nói những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Bà La Môn Bukharasadi tức giận, bực bội, dùng chân đá thanh niên Ambatha bổ lộn nhào, rồi lập tức muốn đi đến gặp Thế Tôn. Khi ấy, những người Bà La Môn này thưa với Bà La Môn Bukharasadi: "Hôm nay thì giờ đã quá trễ để đi thăm Sa Môn Gotama. Ngày mai tôn giả Bukharasadi hãy đi thăm Sa Môn Gotama." Tuy vậy, Bà La Môn Bukharasadi vẫn cho làm các món ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm tại nhà riêng, chở trên các xe và dưới ánh sáng của những ngọn đuốc từ Ukata đi ra và đi đến khóm rừng Ichanankala. Vị này đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Khi đi đến, liền nói với Thế Tôn những lời hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Bukharasadi nói với Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên Ambatha có đến đây không?" "Này Bà La Môn, đệ tử ngươi, thanh niên Ambatha có đến đây." "Tôn giả Gotama, ngài có cùng với thanh niên Ambatha đàm luận không?" "Này Bà La Môn, ta có đàm luận với thanh niên Ambatha." "Tôn giả Gotama, cuộc đàm luận của ngài với thanh niên Ambatha như thế nào?" "Cuộc đàm luận với thanh niên Ambatha như thế nào?" Thế Tôn kể lại tất cả cho Bà La Môn Bukharasadi. Nghe nói vậy, Bà La Môn nói với Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, thanh niên Ambatha thật là ngu si. Tôn giả Gotama, hãy tha thứ cho thanh niên Ambatha." "Này Bà La Môn, cầu cho thanh niên Ambatha được hạnh phúc." Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bukharasadi tìm đến 32 tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn. Bà La Môn thấy gần đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng. Hai tướng là tướng mạ âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng: "Bà La Môn Bukharasadi thấy gần đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân ở nơi ta, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài." Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà La Môn Bukharasadi thấy tướng mã âm tàn của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bukharasadi nghĩ rằng: "Sa Môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, không phải không đầy đủ." Liền nói với Thế Tôn: "Hôm nay xin mời tôn giả Gotama cùng chúng tỷ kheo đến dùng cơm với con." Thế Tôn nhận lời với sự im lặng. Khi Bà La Môn Bukharasadi được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền báo thì giờ cho Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng."
Khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát và cùng với chúng tỷ kheo đi đến cư xá của Bà La Môn Pokhara Sadi. Khi đi đến, liền ngồi trên chỗ soạn sẵn. Bà La Môn Pokhara Sadi tự tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Còn các thanh niên Bà La Môn thì tiếp đại chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Pokhara Sadi sau khi biết Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Thế Tôn liền thưa lớp giảng pháp cho Bà La Môn Pokhara Sadi đang ngồi một bên nghe, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm của Bà La Môn Pokhara Sadi đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tính thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm vải thuần bạch được gột rửa các vết đen sẽ rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính chỗ ngồi này, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà La Môn Pokhara Sadi. Phàm pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt. Khi ấy, Bà La Môn Pokhara Sadi thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tính, không y cứ nơi người đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư. Bà La Môn Pokhara Sadi liền bạch Phật: thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Nhưng người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng diệu phương tiện trình bày giải thích. Tôn giả Gotama: con của con, vợ của con, tùy tùng của con, bạn hữu của con, xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng như Tôn giả Gotama đến thăm các gia đình cư sĩ khác ở Ukata. Mong Tôn giả Gotama cũng đến thăm các gia đình Pokhara Sadi. Tại đây, các thanh nam hay thanh nữ Bà La Môn sẽ đảnh lễ Thế Tôn Gotama, hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngồi, hoặc mời nước, hoặc khiến tâm hoan hỷ. Như vậy, chúng sẽ hưởng hạnh phúc lợi ích trong một thời gian lâu dài. Này Bà La Môn, lời ngươi nói thật là chí thiện.